Không hay lắm, em đừng chê nha. Dạ không sao anh à. Đập vợ phải chê chứ cưng. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé. Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện. Gan quá. Em vô đây lâu chưa? Dạ em vào cũng lâu rồi chị ạ. Hiện tại mình đang sống với ai cưng? Dạ hiện tại em đang ở cùng với bạn. Bạn ở cùng với bạn à? Mình ở nhà trọ hả em? Dạ. Rồi tới phiên mình giới thiệu. Dạ em tên là Hồ Hải Nam, năm nay em 25 tuổi, quê quán em ở Cà Mau lận. Cà Mau lận. Em sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm công việc gì? Dạ em đang làm trong một công ty y tế chị. Mình làm cái khâu nào hả em? Dạ em nói chung là làm trong ở văn phòng thì nhiều, giấy tờ hồ sơ nhiều. À trong y tế. Bây giờ trước tiên mình nói về điểm mạnh điểm yếu của nhau trước đi. Điểm mạnh của anh á là biết nấu ăn nhiều món lắm em. Em có muốn anh nấu cho em ăn không? Dạ có. Tại vì em cũng nấu ăn cũng hơi dở chút ạ. Những công việc mà thường những phụ nữ hay làm anh có thể là giúp đỡ như quét nhà, giặt đồ, nấu ăn. Mình sống một mình hay là sống với ai trên này? Dạ em sống một mình. Là cũng ở trọ giống như bạn gái vậy. Mướn nhà nguyên căn. Sang hơn em ha, bên đây mướn nhà nguyên căn. Mướn nhà nguyên căn để rước về ở. Rước ai? Rước bạn mới hẹn hò. Mướn nhà nguyên căn để rước bạn mới hẹn hò về ở. Con gan quá. Chịu không em? Dạ không cần phải nhà nguyên căn đâu nè. Nhà nhỏ thôi cũng được. Nhà nhỏ cũng về ở luôn. Nhưng mà phải là đám cưới đã. Là phải vợ tương lai chứ còn bạn gái người ta chưa có chịu đâu. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là hay gục ghè chứ em hiền khô à. Hiền khô thấy mặt rất là hiền. Bên đây đừng ăn hiếp nha. Thế còn em điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ điểm mạnh của em thì biết quan tâm đến mọi người, sống vui vẻ hòa đồng và có trách nhiệm cầu tiến trong cuộc sống. Còn điểm yếu của em thì đôi lúc cũng có chút nóng tính, em hay rề rà. Cuộc sống bây giờ nó nhanh lắm, nhiều khi mình chậm một nhịp là mình mất tiêu rồi. Giống như là lấy vợ phải lấy liền tay nghe em, để lâu ngày gió thổi nó bay. Đúng không? Dạ, cái đúng. Gì phải nhanh lẹ, được là bấm nút liền, để chật một cái là coi như là tiêu luôn á. Bây giờ vô tới tình trường, tới em trước đi. Về chính thức thì em quen một bạn trai cũng được 3 năm. Lý do sao chia tay? Em thì học xong trước bạn đó và nó tính tình thì cũng hơi trẻ con, có một chút là mê chơi, cái sự quan tâm nó ít dần đi thì qua nhiều cuộc cãi nhau thì tụi em chia tay. Dạ. Chia tay được bao lâu rồi? Gần 2 năm rồi chị. Thế còn em? Em thì trong cuộc đời chỉ có 2 mối tình thôi chị. Mối tình gần đây nhất á là em chia tay 3 năm. Quen được bao lâu? Dạ quen được khoảng 6-7 tháng. Lý do là sao chia tay? Bạn ấy nói chung là không tôn trọng em chị. Không tôn trọng về cái gì? Lúc đầu em thấy bạn rất được nha. Mà sau này em không biết hiểu lý do sao mà bạn ấy dè chừng nè. Thấy không được là mình chấm dứt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai trước tiên là lớn tuổi hơn em, thương em nữa. Dạ bạn nói phải biết cầu tiến trong cuộc sống, thương ba mẹ của mình. Có thương ba mẹ của mình không? Ba mẹ đương nhiên phải thương rồi. Có cái điều gì em không có thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai mê chơi, tính hơi gia trưởng. Chị nghĩ không đâu, tại vì bạn này trẻ với lại dân miền Tây á, người ta hào sảng lắm. Dạ. Nhưng có cái điều mê chơi là có à. Em chơi tới đây chắc chán ngại rồi mới phải phải kiếm người chứ. Mới có 25 tuổi mà chơi chán nản rồi. Chơi gì dữ vậy em? Có nghiêm túc trong tình yêu không? Dạ, trong bao tình lâu... yêu em rất là nghiêm túc nha. Bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Năm sau có thể được. Năm sau có thể được. Nếu mà hai người hợp, rất là hợp với nhau. Muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao trên 1m58. Tính tình dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Rồi. Khuôn mặt thì hiền hậu, nhìn dễ thương. Hiền hậu dễ thương, không biết hiền hậu dễ thương là như thế nào luôn nữa. Để hồi nữa chị có cái ý của em, chị mới nói chuyện chị cũng chưa hiểu ý của em sao. Dạ. Nhưng có cái gì em không thích ở người bạn gái? Ham giàu. Ai không ham giàu, chị cũng ham giàu vậy. Đừng ham giàu mà bỏ em. Thì em phải cố gắng để mình giàu. Dạ em rất là cố gắng chứ. Vậy thôi, đơn giản thôi. Còn em gái em, mình có cái hình ảnh người mẫu lý tưởng của mình như thế nào không? Thích một người con trai cao ráo. Cao. Dạ. Cao bao nhiêu? Trên 1m7 đấy chị ạ. Ngoại hình thì ưa nhìn, vui vẻ và biết quan tâm đến mọi người. Tôi đây tôi nhìn sơ bộ hai bên là tôi thấy là ưng bụng rồi đó. Không biết hai bạn như thế nào. Rồi bây giờ cái gì đây, hình ảnh gì đây? Có thể chia sẻ gì tôi không? Đây là hình ảnh bạn bè đồng nghiệp với em. Tôi quyết định vậy nè. Tôi trao đổi hình hai bên để hai bạn dòm hình trước khi tôi kéo mở cửa trái tim ra nha. Để hai bạn đoán thử coi có tìm thấy người bên kia cái bức rèm của mình là ai không. Đó, đây, trao đổi hình. Coi đi, coi hết đi rồi đoán. Em nghĩ là chắc bạn này nè. Bạn này. Rồi. Em đoán là anh này. Đây là người bạn gái đoán. Bạn này.
Còn đây là người bạn ấy đoán. Thôi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi giây phút hồi hộp nhất. Các Tường sẽ mở cửa hàng rào trái tim này ra để xem hai bạn có một cuộc trò chuyện trực tiếp với nhau như thế nào. Tên 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 tên. Chào chào anh. Chào rồi. Anh có món quà này tặng em nè. Dạ, mở cảm ơn anh. Đưa qua được rồi. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ. Anh cảm ơn em. Mình nhìn lại hình cho mình chỉ vô coi trúng không vậy? Đâu, cô nào? Cô nãy, nào? Nãy chỉ sai rồi. Nãy chỉ sai rồi. Bạn này cũng chỉ em sai mà. Ừ, thì quê. Quê. Thì nãy em có nghe là anh ở quê ở Cà Mau. Dạ. Thì em thấy so với nhà em thì rất là hơi xa. Sau này anh sẽ dự định là sinh sống ở Sài Gòn hay là về quê ạ? Anh là chắc sống ở Sài Gòn. Quan niệm tình yêu của anh là khi mà quen nhau á, mình phải biết quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Anh dạ, thế em thì cũng nghĩ như vậy nè. Khi mà quen nhau thì trước tiên em cần cái sự nghiêm túc là trước tiên. Dạ. Và sau đó thì biết quan tâm và biết chia sẻ những cái điều mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Dạ. Đúng. Bây giờ Tường sẽ cho cái menu để hai bạn order thức ăn. Rồi trong thời gian chờ đợi thức ăn chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Dạ. Dạ. Mời hai bạn chọn món ăn của mình. Nhà hàng Coco Ichibanya này có rất là nhiều món ăn rất là ngon. Món nào? Món cà ri. Còn em chọn món nào? Dạ em cũng chọn món đó luôn chị. Ủa sao kỳ vậy? Sao hai người chọn chung một món vậy? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Rồi chờ thức ăn sẽ dọn ra ha. Nếu như mà chúng ta quen nhau á nè, thì trong công việc thì em không có thói quen mà nhắn tin. Em chỉ có lúc mà rảnh buổi trưa hoặc chiều tối em mới có thể nhắn tin hỏi thăm. Rảnh thì nhắn tin vẫn được. Cũng cần để sống thử với nhau, để mình biết xem nhau coi khi mà sống chung với nhau á, hai người có hợp với nhau hay không, để sau này mình không có bỡ ngỡ. Nếu mà thấy hợp nhau á thì mình có thể là tiến tới hôn nhân nhanh hơn. Đối với em thì trước khi mà đến với hôn nhân thì chúng ta cũng có thể là gặp gỡ, nói chuyện, chia sẻ những cái quan điểm sống. Nếu như mà hợp thì chúng ta có thể đến. Và qua những cái cuộc gặp đó thì chúng ta cũng đã hiểu được phần nào về con người đó, tính cách, đạo đức như thế nào. Về quan niệm về sống thử thì em nghĩ là không có đủ tự tin để mà sống thử. Dạ. Về cái, nếu mà nói đến đám cưới thì em cũng nghĩ là cũng phải đợi đến khi nào hai người ổn định thì mới nghĩ đến đám cưới. Còn con cái thì em nghĩ là do trời cho nó chị. Nhưng mà nếu được thì cũng là sinh hai con là được rồi chị ạ. Hôm nay có món quà gì tặng bạn gái không? Dạ em tặng rồi, em có thể cái đó là thấy rồi. Mà bây giờ món quà tinh thần, hát hò ngâm thơ kể chuyện hay là ảo thuật xiếc gì đó. Hát hay không? Dạ em hát cũng được thôi. Kệ, hát cũng, bài tặng bạn gái. Thích gáp nữa. Thích gì? Rap hả? Gáp. Ôi gáp. Em có thích gáp không? Ờ gáp. Đọc không hay lắm em đừng chê nha. Dạ không sao anh đọc dở phải chê chứ cưng. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé. Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá. Dừng lại nhanh, em cười thêm tí nữa là tìm anh Đức Phật. Trời ơi, nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá. Không bán rượu không? Dạ không anh à. Bây giờ dạ. Là chị Tường nghĩ rằng là để cho hai bạn ít phút để trò chuyện với nhau, dùng cơm trưa với nhau thật là vui vẻ nha. Dạ. Rồi xin cảm nhà hàng chị. Cho lên món ăn đi. Rồi dạ em cảm ơn chị ạ. Wow. Thơm quá. Em thấy rất là hấp dẫn. À, món ăn trình bày rất là em đẹp. Em có biết mắt. Món ăn này của nước nào không? Dạ, theo em được biết thì món ăn này xuất xứ của Nhật. Ăn trưa đi, tôi đi đây. Em ăn thử coi ngon không? Dạ. Em thấy ngon không? Đây ngon. Là nhà hàng mà của Nhật mà nổi tiếng khắp thế giới luôn á. Chắc anh hay đi ăn ngoài lắm à? Cũng ít ăn lắm. Cái gì nếu mà sau này mà được thì chúng ta quay lại để ăn lần nữa. Nãy em cũng bất ngờ khi mà thấy anh chọn cái món đúng mà em chọn. Anh có hay đi nhậu không anh? Ít khi nào mà đi nhậu lắm. Dạ. Còn em sao? Em thì đa số là em ăn nhà, đi lâu lâu thì không thích đi ăn ngoài cùng các bạn. Nhưng mà thường thường thì em sẽ thích ở nhà nấu món mình tự nấu hơn. Để về anh nấu cho em ăn ha. Nếu được thì dạ. Ở quê em có khu du lịch nào đẹp không? À. Cô em thì có Động Phong Nha. Nếu mà có dịp thì em mời anh một chuyến ra đó. Dạ. Yeah. Rồi mấy tuần trước anh cũng có đi về Bến Tre chơi. Dạ. Yeah. Về cũng lội xong bắt cá. À, em chào chị. Rồi nãy giờ tới lội xong bắt cá luôn rồi hả? Dạ. Dạ. Yeah. Ăn thấy sao? Rất là ngon chị ạ. Ngon không? Dạ. Rồi.
Hai bạn đã có một buổi ăn trưa rất là ngon miệng, rất là thú vị bên nhau và trao đổi cũng khá nhiều thông tin với nhau ha. Trước mặt hai bạn đây là hai cái nút bấm. Chúng ta thật sự rung động với đối phương thì chúng ta mới bấm. Hai bạn hãy nói thật cảm xúc của mình. Với cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì em cảm nhận về cô gái ngồi trước mặt mình như thế nào? Cảm nhận của em thấy bạn rất là hiền á. Tim em nó đập quá. Không muốn nói gì với bạn trai không? Em cũng cảm nhận được anh bên đây có một cái sự trưởng thành chững chạc. Trò chuyện rồi, tìm hiểu với nhau rồi, đây là giây phút rất là quan trọng. Nếu chúng ta thực sự cảm thấy rung động thì mới bấm, không vì vị nể khi lên chương trình, không vì bất cứ một cái gì khác, bởi vì rất nhiều người đang theo dõi chương trình. Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. 1 2 3 Bây giờ là hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hai bạn hãy đứng lên đây. Biết bấm nút xong là làm gì không? Quàng tay nhau đi. Quàng tay nhau hả? Trời ơi, đâu quàng tay nhau thử coi. Sau khi nắm tay nhau là làm gì nữa? Hùng. Em cho phép anh hùng em nha. Hôn lên tóc thôi nha. Thôi hôn lên tóc chỉ, hôn lên má đúng rồi. Đó, phải như vậy chứ. Như vậy là ngay giờ phút này hai bạn đã